phiên bản mới nhất thay thế cho những cái cục đẩy to nặng cồng kềnh, cục đẩy mà nó có thể phù hợp với tất cả những dòng loa nữa. Anh em có thể những thứ loa full chép kèn, loa nhiều đường tiếng, gần mút chép giấy, rồi những dòng loa cây cao to rất là nhỏ. Chiều sâu thì khoảng 35 thôi các bạn nhé. Nếu mà tính từ đầu đến hai đường này là đường linh, đường ích. Lớn lên cái độ sôi của nó rất là nhỏ, li ti một chút xíu này thôi, không đáng kể. Chúng ta thấy gần như là in gen luôn, một cái rất đặc biệt ở những phiên bản cục đẩy mới này. Rồi, xin chào các bác nhé, anh em chúng em có một cái sản phẩm vừa mới cập bến, và cái sản phẩm này thì là một cái phiên bản mới nhất thay thế cho những cái cục đẩy to nặng cồng kềnh nồi đồng cua đá mà vẫn đảm bảo cho chúng ta các cái yếu tố như là công suất lớn và chất âm thanh. Và cái phiên bản này là cục đẩy mà nó có thể phù hợp với tất cả những dòng loa nữa. Anh em có thể những thứ loa full chép kèn, loa nhiều đường tiếng, gần mút chép giấy, rồi những dòng loa cây cao to công suất lớn từ bass 40 trở lại, bass 40 côn 75 là tiếng hay nhất các bạn nhé. Đây là một trong những phiên bản nâng cấp và cải tiến của rất nhiều những cái phiên bản trước. Đấy, chúng ta có thể thấy được một cái thiết kế rất là nhỏ gọn. Lát nữa thì em sẽ đo luôn kích thước cho các bác và anh em cùng quan sát, và cái cân nặng của nó cũng rất là vừa phải để chúng ta có thể chuyện vận chuyển được một cách dễ dàng. Em cứ để tạm đâu đấy nhỉ, đây Hiếu ơi. Đây. Đấy, chúng ta sẽ cùng quan sát cái mặt mũi của cái cục đẩy này, và trong cái phụ kiện của cục đẩy thì nó cũng gồm giấy tờ đầy đủ này. Cái phiên bản này cũng giới thiệu luôn các bác và anh em sản phẩm chính hãng luôn các bác nhé, đầy đủ COCQ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy chứng nhận về chất lượng, và trong này thì có một cái dây nguồn rất là to. Đấy, chỉ có thế thôi, không có gì cầu kỳ cả. Và quay về cái phiên bản mặt trước của phiên bản này. Cái phiên bản này thì nó là phiên bản đẩy hai kênh, nhưng mà có khác biệt là cái thiết kế của nó thì rất là nhỏ. Chiều sâu của nó chúng ta thể thấy được nó hơn một găng tay một chút thôi. Cụ thể thì Hiếu ơi, lấy cho anh cái thước, em đo thì cái kích thước của cục đẩy này. Đẩy này mã của nó là GX600 Pro 2 True Channel, tức là hai kênh. Và hai kênh thì chúng ta có thể nhìn thấy là biết được hai kênh rồi đúng không ạ? Đây là bên trái bên phải có cái đèn báo nguồn và đèn báo tín hiệu, một cái màn hình LCD ở giữa đây cũng rất là hay. Cục đẩy này là phiên bản đầu tiên mà có cái màn hình lớn như thế này, và công tắc bật nguồn ấy là hàng chính hãng ở đây. Và cái mặt của nó thì là mặt nhôm nhưng mà lại sơn đen, và hai tay để có thể xách được. Trên này thì chúng ta có thể thấy được một cái ốc ở đây để vít cục nguồn. Đương nhiên nó chạy nguồn biến áp đồng 100% luôn các bạn nhé. Quay về phía sau, Hiếu nhân tiện đây em đo luôn cho anh cái kích thước. Cục đẩy này khác biệt so với cục đẩy giờ chúng ta thường thấy ở cái điểm gì, lát nữa em sẽ giới thiệu cho các bác. Cái chiều cao của nó khoảng tầm 8.5 cm thôi, nếu mà tính cả chân khoảng tầm 9 cm. Chiều rộng là 43, nếu mà tính cả tay thì em tính cả tay luôn đi, rộng nó khoảng tầm 48 đấy, đúng rồi 48, tương đương như một tiêu chuẩn quốc tế. Chiều sâu em tính luôn cả cái tai này đi, sâu là bao nhiêu? 33. Chiều sâu đấy, nó chỉ 33 thôi, nếu mà tính cả cái phần cái tai này nữa là 35 đấy, rất là ngắn. Chiều sâu thì khoảng 35 thôi coi nhé, nếu mà tính từ đầu đến cuối đến đây. Và quay về phía sau chúng ta cùng quan sát. Và cái sản phẩm này thì ở bên này là nguyên một cái hệ thống lỗ thoát khí hai đường để chúng ta đấu đường dạng Canon, xin lỗi, đường Newtrik hai kênh mà, và đây có thêm hai đường nữa để chúng ta đấu dưới dạng bắp chuối hoặc là đấu ở chế độ bình thường, là chúng ta tháo này ra và sẽ nhìn đến lỗ và chúng ta luồn dây qua siết chặt lại. Đây là cái chế độ phổ thông nhất. Và với đẩy hai kênh này thì đương nhiên nó có thể đánh được 4 loa với trở kháng tối thiểu là 4 ohm, đánh được từ 4 đến 16 ohm. Và đây là hai cái đường vào dưới dạng là Canon ba chân, kênh 1, kênh 2, và thêm một cái đường nữa, hai đường này là đường linh, đường lấy tín hiệu chuyển xuống cục đẩy khác hoặc là xuống các thiết bị khác. Và đây nó có chế độ là chế độ stereo hoặc là chế độ mono, để chú ý chúng ta gạt ST là chế độ stereo các bạn nhé. Hiện tại đang là chuyển sang chế độ mode là stereo, là chơi hai kênh, và chúng ta sẽ đưa hai tín hiệu độc lập, đưa ra loa hai kênh, hai độc lập, hai kênh độc lập. Và đây một vài cái đường chúng ta gạt tín hiệu là độ nhạy đầu vào ấy. Thông thường trong gia đình các thiết bị thông thường chúng ta để 0.7V là gạt sang bên ngoài cùng bên phải đây. Đây một vài cái cảnh báo. Đó.
và tem mã vạch cùng cái ra cắm nguồn là sản phẩm mang chính hãng luôn, đập hộp nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện. Và đây chúng ta nhìn sơ qua đây, cái hệ thống bên trong là hệ thống là mát, quạt gió rồi các cái linh kiện nó rất là chi chít, vì anh sẽ không đi sâu vào cái phần linh kiện nữa. Mà với cái cục đẩy này thì chúng ta, một là chúng ta thấy được kích thước nhỏ gọn này, thứ hai công suất rất mạnh mẽ lên tới 800W một kênh. Nhưng cái quan trọng nữa đó là cái chất âm của nó thì cực kỳ là sạch sẽ, chi tiết, và nó có thể đánh được đa dạng các thể loại nhạc. Và cái đặc biệt là cái nhạc tính của nó thì rất là cao so với các cái thiết bị thông thường. Và em sẽ cắm cái nguồn vào để bật cái màn hình lên cho các bác và anh em cùng quan sát. Em sẽ đưa vào đây. Hiếu ơi, cắm cho anh một cái dây nguồn vào đây. Đấy, em rút luôn cái đấy ra cũng được. Và để mà chơi được một hệ thống cả cục đẩy thì chúng ta sẽ cần thêm một thiết bị xử lý bên trên nữa là một chiếc vang. Em sẽ hạ một chiếc vang D8 đi. Em sẽ lấy một chiếc D vang D8 đặt vào đây cho nó đồng bộ cùng màu. Và đây là một trong những thiết bị mà thường thì em sẽ ghép ở trong những cái bộ dàn cao kia chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là gì? Nó sẽ cần rất nhiều những cái yếu tố, ví dụ như sự đồng bộ cả về các thiết bị phối ghép này, thứ hai là đồng bộ cả về màu sắc, thứ ba là, tức là về cái hình thể đấy, kết nối đấy, và cái nữa là nó sự chuyên nghiệp về cái chất âm. Thường thường những cái thiết bị mà chuyên nghiệp như này thì em sẽ lắp ở những phòng hát kinh doanh hoặc là những phòng karaoke gia đình VIP, yêu cầu cái sự chỉnh chu, sự chuyên nghiệp, sự gọi là pro ấy. Ở tất cả những thiết bị thì ở đây em cũng không cần phải thiết bị quá nhiều thiết bị đâu, chỉ cần một chiếc vang nữa, chiếc vang này và thêm một cặp mic nữa là chúng ta đã có một bộ dàn karaoke rồi, không cần phải thêm các thiết bị bên ngoài như kiểu là lọc xì hay giải mã hay nén tiếng, thậm chí là nâng tiếng cũng không cần thiết nữa, tại vì trong cái con chip phiên bản D8, xin lỗi, phiên bản 8D vang này nó đã đầy đủ tất cả rồi. Các bạn có thể thấy đồng bộ màu đen luôn, cùng một cái thiết kế và cái chất âm của nó thì đánh với nhau rất là hợp, đặc biệt là anh em mà ghép cùng với loa nữa thì nó ra hết chất luôn. Và cái màn hình đây, chúng ta sẽ cùng quan sát cái màn hình, và nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay đó chính là chiếc màn hình này. Nhưng mà để thể hiện được cái màn hình này ra được hết cái hiệu năng của nó thì chúng ta cần phải đưa tín hiệu vào, thì nó sẽ có một cái nhạc nước sóng sánh nhấp nháy ở đây rất là đẹp, và âm lượng thì chúng ta có thể vặn tới đâu thì nó sẽ hiển thị màn hình nó hiển thị tới đó. Và cái công nghệ của cục đẩy này nó chống chập cháy, chống quá tải luôn các bác nhá. Khi mà quá tải nó sẽ báo clip và nó sẽ tự ngắt, và chập cháy nó sẽ tự ngắt, cũng rất là hay. Và nó có nhiệt độ báo cho từng kênh một luôn, ví dụ đang hiện tại là 29 độ, 30 độ, và nó cũng báo luôn cả điện áp hiện tại là 230V, và nó cũng báo luôn cả cái chế độ đang chơi là chế độ gì, chế độ stereo hay parallel hay là bright bridge, đúng không? Đấy, chế độ chập kênh tùy theo. Nhưng mà thông thường thì một trong gia đình thì chúng ta chỉ cần chơi một cục đẩy hai kênh này thôi, và đánh với một chiếc loa trầm điện nữa là chúng ta đã có một bộ dàn karaoke rất là hay và chuyên nghiệp rồi. Và ngay sau đây thì em sẽ mời các bác và anh em cùng nghe thử cái chất âm của cái cục đẩy này đánh cùng với một cái hệ thống là chiếc vang 8D luôn các bác nhé. Em sẽ lấy thêm dây jack giới thiệu luôn cho các bác và anh em cái chiếc vang 8D, thì nó là một trong chiếc vang số cao cấp nhất. Phiên bản này thì nó là chiếc analog device của Mỹ, phiên bản cao cấp, phải nói là đến thời điểm này là đỉnh điểm rồi, không có cái vang nào mà chất âm còn hay hơn được cái vang này nữa. Vì đây là một trong những chiếc vang đã được nhà sản xuất người ta đã tinh chỉnh và cải tiến đi rất nhiều từ những phiên bản X5, X6 đã rất là hay rồi, đúng không ạ? Rất pro rồi. Phiên bản X12 đến phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất. Em cũng chưa tìm được phiên bản nào hay hơn phiên bản này. Và đã nữa chúng ta sẽ cùng nghe thử cái chất mic của cái chiếc vang này. Và em sẽ đấu nối cho các bác và anh em cùng xem luôn. Đằng sau đây thì ta có thể kết nối một đầu vào đẩy này. Đầu còn lại chúng ta kết nối vào đường main MR và ML là hai cái đường main chính. Đấy, ML, MR main left và main right, tức là loa trái và loa phải. Và đường tín hiệu vào thì chúng ta có thể lấy tín hiệu từ đường bông sen, từ cổng quang, tùy theo các bác. Hiện tại đây em đang lấy con đường bông sen đỏ trắng như này. Đấy, cắm đường nào chúng ta nhớ đường đó. Hiện tại em đang cắm ở cổng 1. Và sau đó thì chúng ta sẽ lấy tín hiệu ra loa nữa là xong thôi. Loa thì ví dụ như trường hợp ở đây em sẽ đấu qua đường new trick như này. Đấy, một cổng chúng ta cắm lên trên, một cái cổng cắm bên dưới. Và nếu mà anh em chơi hai loa thì chúng ta đấu thêm vào đây được, đấu thêm một cọc đỏ đen này được luôn các bác nhé. Rồi cho tín hiệu vào, em sẽ bật cái chiếc vang lên, em cắm điện cho anh cái vang. Hiện tại thì em đang chơi với đô la G4000 các bạn nhé. Và anh em có thể chơi với những dòng loa khác, ví dụ như là loa Bass 40, 938,
hoặc là 1204, 2025, hay là chuyên loa full bass 30 như VA12 Pro hoặc là B12, hay là thậm chí là SH1008 mà chưa ok các bạn nhé. Rồi, cắm cho anh cái vang chưa? Bật nguồn lên. Ở cái hay ở chỗ là cái vang này cũng đang có những cái preset, những cái đặt sẵn của nhà sản xuất. Đó. Thì chúng ta cũng thể là chọn luôn các chế độ đây, 1, 2, 3 ở trên ngay trên cái chiếc vang này, tương ứng với 3 chế độ. Và trên điều khiển nữa có thêm chế độ 4 và 5 nữa. Đấy, còn với các bác và anh em mà trong gia đình ấy, hát thì thường thường tùy theo loa thì em sẽ cài đặt sẵn cho chúng ta. Nó còn hay hơn cả chế độ preset, tức là hay hơn cả chế độ cài đặt sẵn của hãng nữa. Nên khi mà chúng ta mua cả bộ thì sẽ bao giờ sẽ có nhiều ưu ái hơn về cả cài đặt, là căn chỉnh làm sao ra hết chất của đưa loa luôn. Em sẽ mở một đoạn nhạc lên cho các bác cùng xem, nghe từ cái chất âm của cặp loa này nó hay như thế nào. Rồi, một đoạn nhạc DJ nhé các bác nhé. Đây, đẩy lên thì chúng ta có thể mở hết cỡ luôn. Em đang để chế độ mộc mạc thôi, chưa cần căn chỉnh gì cả, tăng âm lượng lên là chơi thôi. Đây em đang mới để mặc định thôi mà tiếng bass đánh rất là uy lực rồi, đúng không ạ? Và nếu mà căn chỉnh sâu hơn nữa thì là tiếng bass nó còn hay hơn nữa. Và cái tính chép của nó và chung của nó rất là đều, đúng không ạ? Đầy đủ tất cả các giải luôn. Đang chơi, và tiếp tục như vậy là tất cả hai loa này, tăng loa bên trái này, loa bên phải này. Và cái rất hay đó là khi mà cái cục đẩy thậm chí chúng ta mở lớn lên, cái độ sôi của nó rất là nhỏ, li ti một chút xíu này thôi, nó không đáng kể, và chúng ta thấy gần như loa im re luôn. Một cái rất đặc biệt ở những phiên bản cục đẩy mới này. Đó, nếu các bác và anh em có nhu cầu mua những cục đẩy chất lượng như này, hàng cao cấp như này, chúng ta có thể gọi điện trực tiếp cho chúng em theo hai số máy trên màn hình các bạn nhé, là 0975386726 hoặc 0963866622, hoặc để lại số điện thoại em gọi điện trực tiếp cho các bác. Và mức giá cục đẩy này là 8 triệu đồng, mức giá rất là yêu thương cho tất cả các bác và anh em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.